Đây ơi, khui quà coi chị hai tặng gì vậy đây? Khui hộp quà kìa. Thôi để cho khỏi ăn luôn. Sinh nhật của em phải tay nha. Bánh kem không có nhưng mà quà có nha. Chơi chung đi mà. Ai biết đâu. Thì đó, thì anh cho em tay khui quà đi. Đây, khui quà kìa tay. Cho em Như khui giùm anh tay được không? Em Như khui quà giùm anh tay kìa em Như. Nha, khui giùm anh tay nha. Anh tay có đồ chơi rồi, anh tay đâu có thèm khui quà đâu. Cái này là mê rồi. Ừ. Nhiều đó là đủ rồi. Ủa tay nó cái gì đó nè. Gì vậy tay? Coi ra đây. Xé ra đây. Xé ra. Siêu xe. Gì vậy tay? Ờ, vụt qua bên, vụt qua bên, coi cái gì kìa. Ôi, thầy ơi, ồ quá trời, có xe đẹp rồi thầy ơi. Siêu xe luôn kìa. Nè, cái bọc này để ngồi nó tay đựng. Siêu xe kìa thầy ơi. Chở mẹ về nội hả thầy? Ôi. Con gáp lại đi, con hỏi Ginh đi, sao con Ginh đi được? Để xuống đây nè, gáp nha.